Ngày 12 tháng 11, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã bắt giữ được một trong hai đối tượng trốn khỏi nhà tạm giam Công an thành phố Đồng Xoài vào ngày 3 tháng 11. Hai đối tượng bị truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ là Nguyễn Hoàng Nam 28 tuổi, ngụ Bình Phước, và Thạc Minh Dí 21 tuổi, quê Cà Mau. Hơn một tuần bỏ trốn, Dí đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẫn trốn tại địa bàn tỉnh Bình Phước. Hiện công an đang tiếp tục truy bắt Nam về quy án. Trước đó, ngày 4 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Xoài đã ra quyết định truy nã hai đối tượng với tội danh trên. Theo công an, Thạc Minh Dí bị bắt ngày 29 tháng 3, vì tội lưu hành tiền giả, bị tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài tuyên án 3 năm tù giam. Dí cũng đang bị điều tra tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nguyễn Hoàng Nam bị bắt vào ngày 12 tháng 5 về tội cướp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Theo cơ quan chức năng, nam cao khoảng 1m7, tóc đen, sống mũi hơi lõm, có nốt ruồi chấm cách 3cm dưới trước mép trái. Đối tượng dí cao khoảng 1m6, tóc đen, sống mũi khuôn, có nốt ruồi cách 1cm dưới đuôi mày trái.